mọi người. Trời ơi, bây giờ lên sân bay đang bị delay máy bay á mọi người. Nên là hai chị em ra đây mua nước uống mọi người. Mà bắt phải trả tiền xu. Hai đứa nãy giờ mới đi quá duyên những cái đồng tiền xu xong rồi giờ đi mua. Nè, ở đây coi nè. Cái chai lít công này 28 đồng, 28 tệ nè, cái này thì 35 tệ. Chai nước suối thôi là 25 tệ mọi người. 25 tệ là tầm khoảng 20.000 tiền Việt Nam. Hơn 20.000 tiền Việt Nam. Rồi, bỏ vô đi. Vô gì? Nước chai này đi. Tiếp tầm 60 đồng. Mua chai 28 tệ nè mọi người. Nước ở sân bay. Sân bay đó mọi người. Rồi nè, ra nước đi. Nước nó có trả tiền lại cho mình. Ý. Trả tiền cho mình nè. Ủa lấy đâu? Dưới chứ. Hai đứa giống hai lúa kìa. Rồi. Em uống này, chị uống này luôn hả? Ừ. Cái đó là gì? Không, cái nít xong đi thôi. Ừ, thì nè. Ok. Đó. Qua gì có 30 chồng mà hỏi chị uống gì? Bao tiền chứ đâu. Ê, được, em được. Tính mua thêm chai trà xanh nè, uống không? Uống thêm chai trà xanh đi. Ok. Mà chị có thông báo với mình ra mình lấy luôn. Trời ơi, bye bye. Thôi rồi. Mình không muốn đi luôn á. Thôi rồi. Con đi kiếm kiếm gì? Kiếm cái gì ăn mà nó xa quá. Tôi uống gì không? Không, mà không uống đâu. Mới đi xin tiền. Mới đi xin tiền. Mẹ này nó phải. Cái gì? Đây, ok cho con đồng nhỏ luôn, con đồng nhỏ, đồng nhỏ. Có trời ơi, trời ơi, là tầm dương 10 ngàn nè. Tức cái hồi nãy nó nói em á là không có cho cái gì không có. Mẹ nó ghi là nhỏ. Đây nè mọi người, bán khoe mọi người cái. Đây là cái đồng 1 tệ nè mọi người. 1 tệ, cái đồng này là 10 tệ nè mọi người. Đó. Nó có 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 50 tệ mọi người. Đó. Rồi nè nè, mua đi. Ơi từ từ để coi bánh. Đây là nước. Nước uống mọi người. Ăn bánh luôn. Ăn bánh luôn. Có mấy đồng mà gọi ăn bánh luôn. Bánh có 45 đồng nè, mình được nhiêu ta? Được 35 đồng. Ngon, ngon mà. Ngon mà. Trà sữa cũng y chang như lấy tông sữa mình uống mà được. Vì làm gì ứng như vậy, tưởng ngon lắm. Dạ nội, mua đi. Ê, đây, chị mua thử một lần. Ủa, mua đi không? Không, nhiêu đi đâu sao đủ. Đó gì là còn dưới 10 đồng. Tưởng như nhiều lắm. Đây, mọi người. Đây, bỏ vô đây đúng không? 10 21 22 23 24 25 Rồi. Chưa, bấm số 10 nha. 25, ở số 10. Mẹ 10. Ok. Đó, đây nè. Đó, uống rồi. Phải chứng rồi chứ. Phải chứng thì chứ. Đây. Lấy nước thôi. Bao nhiêu? Đây là một cái hệ thống ăn thông bánh minh bánh xanh, mọi người mà ai mà đến sân bay của Đài Loan á nhớ chừa tiền trắng để mua nước uống nha mọi người, không tính tiền giấy, nhưng mà mua tiền giấy là tới 60 tệ một chai nước súng, còn mua này thì chỉ có 25 tệ thôi.